con me đi heo thối. Trời ơi, pha kia hả, chó pha kia trời. Con chó điên trời ơi, chữ quá trời. Me đi à, lắc mông các bạn nha. Tại sao mà có một đứa em mà nó đặt tên này với tôi đi mà nó còn đăng bài nữa chứ. Sawadika, lại là mình me đi đây các bạn ơi. Trời ơi, các bạn thấy me đông không? Tự nhiên hôm nay tôi vô nhà các bạn thấy các bạn đông quá, ngồi kêu ký em đi, ký em đi. Thôi tôi cho mấy bạn lên tivi luôn cho nó xong các bạn ạ. Ok, thì content ngày hôm nay như cái tiêu đề mà tôi để đó là tôi thử tìm kiếm những bạn nào mà có để tên giống mình à, là có những người pha ke hoặc là những người người ta gọi là người ta fan mình, người ta để ủng hộ cũng được đó, để xem thử mấy bạn nó như thế nào nha các bạn. Tại vì đây là lần đầu tiên mà tôi làm về cái kiểu mà đột nhập vô nhà của anti các bạn à, đột nhập vô nhà của gọi là pha ke à, để xem thử là mấy em pha ke như thế nào nha các bạn ơi. Ok, bây giờ tôi bắt đầu tìm nhá. Trước khi chúng ta đột nhập vào pha ke, tôi có một mini game mà câu hỏi nho nhỏ cho các bạn à. Nếu các bạn gặp một người pha ke mình thì các bạn sẽ làm gì? Nếu các bạn nghĩ là mình sẽ gọi là mình sẽ ở lại cãi tay đôi với người đó luôn á, là mình nói tại sao pha ke tôi, tại sao pha ke tôi, để đem cho tôi phiếu subscribe nha. Còn nếu các bạn theo kiểu là thôi kệ đi, bỏ đi ha, không quan tâm tới, thì các bạn cho tôi phiếu like nha. Ok nha các bạn. Rồi rồi, đầu tiên thì mình copy cái tên của mình lại nha các bạn. Thì bây giờ mình thêm chữ R là sao, này sẽ có ai không? À, có một người nào 79 ngày trước là cấp 7 luôn nha các bạn ơi. Cái này là cấp 7 luôn nha. Thả tim và sao đi hả? Nè, có kết bạn nè. Ui ui, đây đây, để xem bên tường có gì không. Đừng chửi nữa, pha ke hả, chó pha ke. Trời, sao chửi dữ người ta, chửi chửi quá trời luôn các bạn. Trời, con tại vô luôn cái tường đó cơ. Ôi trời ơi. Bây giờ mình vô nhà thì bạn này thử xem như thế nào nha các bạn. Rồi rồi rồi, bạn này là 264 sao nha các bạn. Tức là có mở tiệc luôn nha. Là có vẻ như là bạn này là pha ke mình rồi các bạn ơi. Ui, nhà nè. Trời ơi, nhà gì mà xanh lét ghê dữ vậy trời. Trời trời, trong đây cái gì đây? À, trong đây có mấy ui. Có gọi là có cày nick này nha mọi người. Tại vì đây là hộp bốc thăm bono bono, phải cày mới có được cái hộp này các bạn nha. Ở đây chân mấy con cá gì đây? Ui trời, tôm càng luôn. Tức là bạn này có đi câu cá hiếm luôn nè các bạn. Ui, tôm càng hai màu nè. Là lúc này lúc bóng sáo đó. Ui, tức là nick này có đầu tư như bạn. Nick này là cày thiệt luôn nha, chứ phải tạo để pha ke phá nha mọi người. Có cày thiệt luôn nè. Rồi rồi, ok nha các bạn ơi. Nick này chính xác là nick pha ke của mình nha, nhưng mà ọt khá là lâu rồi, có vẻ như bạn này bỏ nick rồi các bạn ơi. Cho nên bây giờ mình sẽ qua một cái nick khác nha các bạn. Rồi rồi rồi, bây giờ mình nhập tên của mình. Rồi thêm chữ R nữa đi, đi xem có ai không. Có không ta? Có luôn nè. 54 ngày trước, level 2 luôn nha các bạn ơi. Một bạn nữ nha, một bạn nữ. Có kết bạn với một người nè. Tường xem có cái gì không. À, tường là à, có người, là có người biết nè. À, lại có người pha ke à, có người biết luôn các bạn à. Thì nhà bạn này để mình vô mình xem thử có gì không nha các bạn. Rồi 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 rồi, trời ơi, nhà này là không có giường đâu. Lẽ mấy cái nhà mặc định là phải có cái giường, một cái ghế, một cái đèn. Nhà này là tháo mấy cái luôn các bạn nha. Trời ơi, nhà này là giường không, nhà trống luôn, không có cái gì đâu các bạn. Không sao là không người bước chân vô, tôi là người đầu tiên nè các bạn ơi. Rồi đó, hiện số 1 rồi nè. Rồi ok, bây giờ mình qua tìm kiếm bạn tiếp theo đi nhá. Rồi rồi, bây giờ đã có hai chữ R, bây giờ mình ba chữ R thử có ai không. Ký tự dài hả, vậy là bây giờ mình đổi chữ R là thêm chữ E để xem có ai không. Có nè. Đây. Tôi là fan của anh Berry thôi nhé. 6 tim nè. Trời ơi, y chang tôi luôn, nhưng mà đôi dép nó khác nha. Bạn này ọp lâu chưa? À, bạn này 2 ngày trước nha các bạn. Tức là vẫn còn sử dụng nick này. Bạn này dễ thương, bạn này là fan mình nha các bạn. Chứ không phải là gì nha. Đấy, fan thôi thấy không? Có người ta vô kia fan thôi hả đó. Chứ mà pha ke là bị chửi rồi. Đó, bây giờ mình vô mình xem thử nhà bạn này như thế nào nha các bạn. Rồi rồi rồi, trời ơi, căn nhà này là bạn vẫn tháo giường tháo ghế luôn các bạn nha. Có vẻ gì để bán đồ luôn các bạn nha. Trời ơi, quá là dễ thương, bạn này dễ thương nha. Ok, bây giờ mình tìm kiếm bạn tiếp theo nha. Rồi rồi, hồi nãy là hai chữ E đúng không? Thì bây giờ mình hai chữ E, hai chữ R thử coi. Có ai không? Không có ai nè. Vậy là ba chữ E, một chữ R coi. Có ai không? Không có ai luôn à. Thế chiêu đây thôi hả? Thêm bây giờ R là thêm số 1 nữa coi. Có nè, 55 ngày trước nè. Level 6 luôn nha các bạn ơi. Cái này sao giống Nguyên Bi dữ vậy ta. 33 bạn bè luôn nè. Để xem trên tường thôi. Con chó ngu nè, pha ke trời ơi. Cũng có mấy bạn chửi để vậy là fan của tôi. Tức là biết được cái biểu tượng nè, biết được cái gọi là cái xích tay chờ của tôi các bạn. Cái thương hiệu là bộ đồ của tôi mà. 10 sao luôn nha, mình có mở tiền nha. Trời ơi, căn nhà gì mà tối thui vậy. Đây là căn nhà hộp giấy nha các bạn ơi. Hình như là có decor luôn nè. Có hai cái con gì nè. Hai cái con gì à. Đây là cái con trùng sâu nha nè các bạn ơi. Con này con bãi biển thì phải á. Rồi có mấy con bọ, có bắt bọ nha, bọ hiếm luôn nè. Trời ơi, có trang trí nhà luôn mà nhà cứ giữ như là kiểu lâu quá không trả tiền điện hay sao các bạn, cúp điện luôn rồi. Rồi bây giờ là có một, bây giờ là phải có hai. Không, một rồi, bây giờ phải hai thử coi. Có luôn nè, ọp 53 ngày trước, level 1 nha các bạn ơi.
Rồi, là một bạn nhỏ nhỏ dễ thương là nhà này chắc không có gì rồi các bạn ơi, tại vì level 1 mà. Rồi vẫn có bạn tên bé Bèo 2K14 đó, vô comment là phá ke đó. Rồi ok, bạn tiếp theo nha. Rồi có hai, bây giờ mình có ba đi. Để xem có luôn nè, 4 ngày trước nè, level 2 nha. Bạn này thì không có mặc đồ giống mình, nhưng mà đồ này cũng là một gì dễ thương nè, có đầu tư mở hộp luôn nè. Bèo fan ke, có người comment luôn, mày là ai mà đòi nick hả, thằng điên hả, có luôn hả? Con chó điên, trời ơi, chữ quá trời, pha ke thôi hả, trời ơi, chữ kìa. Ui sợ quá, sợ quá. Ô, căn nhà bạn này là có đều con nha các bạn ơi. Đây là gói bốc thăm mà, gọi là cái gì ánh tím gì đó nha. Là có bốc thăm ra những cái đồ cũng VIP luôn nè. Ôi trời ơi, hộp bốc thăm mới nhất luôn nè các bạn. Trời ơi, nhà là có đầu tư nha bạn, là vẫn còn chơi nít nè, hình như là vẫn còn chơi nha các bạn ơi. Bê đi tụi D3, không biết bạn này là fan mình hay là cố tình pha ke mình đây. Nhưng mà nếu mà pha ke mình đó, thật thường các bạn sẽ gì vậy, câu like, câu tim gì đó. Đấy, thì thường như vậy sẽ là pha ke, chắc bạn này là fan thôi các bạn à. Rồi, hãy có 3 không? Bây giờ mình có 4, thử coi xem có ai nữa không? Có thật sự ra không? Trời ơi, có 4 luôn nè, 3 giờ trước luôn nè. Tôi vô sớm tí rồi tôi gặp là ông này nữa. Ông mặc đồ cũng à, tôi biết cái đồ này tại sao nhiều người mặc rồi anh em, tại vì đồ được mặc định. Cái bộ đồ này, bộ đồ trong cái gì đó, hỗ trợ nhập cư các bạn à. Đâu, để vô xem căn nhà này như thế nào nha các bạn. Rồi, đây là căn nhà mặc định thôi các bạn ơi, không có gì nhiều nè, căn nhà mặc định thôi nha. Ok, bây giờ mình tìm kiếm tiếp nha. Rồi, bây giờ là có 4, bây giờ mình thử sạch 5 coi xem có ra không. À, không ra nè, tức là bây giờ tới đây là hết rồi các bạn à. Rồi, bây giờ mình thử, mình sạch thử be đi thôi nha, xem ra cái gì không. À, là có luôn nè, ở phố Á luôn nè. À, rồi. Cho mình hỏi tại sao bạn đặt tên là be đi thế, nếu pha ke thì mình không mời. Còn lý do khác xin nói hả, trời ơi. Con me đi heo thối, trời ơi. Pha ke, mọi người thôi đi, mấy bạn này chơi trước anh me đi mà. Mọi người chửi bạn hơi nhiều rồi đấy. Có nhiều người tên giống các idol. Ờ đúng, thật sự là đúng nha. Bạn Trường đã nói gì đúng không có sai. Tại vì, cái nhưng mà thật sự các bạn, cái tên của tôi nó khá đặc trưng các bạn nha. Tại vì cái tên của tôi á, nó được ghép từ hai từ đó chính là bé Duy. Đấy, từ bé Duy tôi bỏ chỗ sắc đi là be à, từ Duy với tôi bỏ chỗ U đi là be đi mọi người. Thật sự bây giờ mọi người search ở trên kênh YouTube luôn đó nha, là cái từ be đi tôi cũng rất là hiếm mọi người à. Cho nên là cái từ be đi này là nói chung là nói vậy cũng đúng, nhưng mà nói theo cách khác là cái tên này khá độc quyền các bạn, ít người đặt lắm, chứ không phải là nhiều người đặt cái tên này đâu. Pha ke leo đặt tên chùm cũng chửi, não bọn mày có vấn đề à. Anh be đi không phải con gái pha ke. Trời ơi các bạn ơi, tôi nói thiệt thì tôi thấy các bạn chửi như vậy nè thì nó cũng có cái niềm vui, tức là các bạn là có quan tâm tôi các kiểu, các bạn bảo vệ tôi, nhưng mà cũng có hơi buồn một tí là đôi khi có những bạn bị chửi oan các bạn, tội nghiệp các bạn đấy. Cho nên là thôi mọi người, thì nói chung là bây giờ có người thích có người ghét đúng không, thì thôi các bạn cứ thoải mái đi. Ai pha ke chừng nào các bạn ghi là bạn đó bạn lừa đảo á, không bạn lừa đảo cái gì á, thì các bạn hãy tấn công. Còn nếu mà đơn giản bình thường vậy thôi nè thì không có vấn đề đâu, các bạn cứ thoải mái đi không. Kiểu như mà bây giờ là như vậy là mình càng nhiều người càng biết tới thì nó cũng vui mà. Đấy, bạn chưa làm hại đến ai là được đó, cho nên bạn lừa đảo mình phốt đó, lúc đó mình mới chửi cái gì đây, tội nghiệp bạn quá. Rồi hình như là có luôn nè, 47 ngày trước nè, thay đổi chữ tên, trời ơi mặc đồ nè, đồ tôi mặc đồ đôi với meo nè mọi người. Rồi để xem có ai chửi không, nói pha ke nó chửi quá trời. Các bạn ơi, còn một cái tên rất là đặc biệt các bạn, tôi hết được cây cú, nằm trong gọi là tập sư của tôi đây mà được đăng bài khá là nhiều các bạn ạ, đó chính là be đi hả. Các bạn nhìn cái tên nè, các bạn nhức cái đầu liền. Be đi lắc mông các bạn nha, thề luôn. Tại sao mà có một đứa em mà nó đặt tên này với tôi đi mà nó còn đăng bài nữa chứ. Thề đây, bây giờ thử ơi đâu. Đây nè, nhìn cái từ nữa nè, thử không có bài viết nào luôn hả? Tôi là tôi dislike. Rồi tôi dislike. Để tôi là be đi lắc mông anh em mà. Cây cú thiệt không, để xem nhà nó như thế nào nha mọi người. Trời ơi, nó mặc bộ đồ mà tóc bảy sắc rồi giọng giống Thanh Hòa sao thất biết. Nó tim đi khỏi tim mà. Nghĩ sao để tôi be đi lắc mông anh em mà. Đây. Rồi nhà nó không có gì nha anh em, nhà anh em tôi là nó không có để gì hết đó, nó để một cái giường này nha. Em nha, be đi lắc mông nha em, xóa cái tên này giúp anh nha em ơi. Em mà để cái tên vậy anh đảm bảo là ngày mai có be đi lắc đích nè, hoặc là be đi là múa quạt nè nha, đảm bảo luôn đó. Sau clip là có mấy ông comment ở dưới là be đi đó tùm lum đó nha. Trời ơi tôi quẩy mấy ông lắm rồi đi nha. Rồi cuối video rồi, trước khi chúng ta chia tay tôi muốn nói một điều nó hơi ý nghĩa tí. Thì nói chung là thông qua clip này tôi mới cảm nhận được một điều là các bạn rất là quan tâm tôi. Từ trước tới giờ tôi không nghĩ là sẽ có một số lượng người lớn người ta quan tâm mình đến như vậy các bạn nha, thì tôi thấy rất là vui. Thì một lần nữa
cảm ơn các bạn đã đồng hành cũng như là quan tâm tôi như vậy đó. Hy vọng là trong thời gian sắp tới các bạn vẫn như vậy với tôi nữa, vẫn tới xem clip và vẫn quan tâm tôi như vậy. Thật sự tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn về những bạn mà hay pha ke mình á, cũng như là những bạn fan mình hay đặt tên á, thì tôi rất là welcome với các bạn, tức là tôi rất là vui khi có những người như vậy, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tôi hy vọng là đừng có ai mà tới mức mà tiêu cực quá là lấy cái tên đó của tôi rồi đi lừa bạn này bạn kia, thì tôi không thích cái đó thôi. Còn lại thì các bạn có để tên mình thoải mái, không có vấn đề gì cả, mặc đồ chúng mình thoải mái mình càng vui đó. Thì một lần nữa chúc tất cả các bạn có một sức khỏe, đi học vui vẻ, một buổi học gọi là sảng khoái bên gia đình các kiểu. Còn bây giờ đừng quên để lại một like, một subscribe, một đăng ký, một bấm chuông nha, ủng hộ tôi nha trời. Còn bây giờ thì anh nói bye bye.